Hello, xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Mức Gaming Minh đây. Và hôm nay mình sẽ làm một cái mini game về parkour. Và tập này là tập đầu tiên của mình nhá. Và tập đầu tiên này, các bạn nếu mà các bạn thấy mình nhảy ngu ấy thì đừng có ném đá mình nhá. Ok. Và hôm nay tôi sẽ chơi cùng với một ông tên là Xin. Ông tên là Xin đúng không? Ok. Ông này ông tên Xin nhá. Và ông này ông ấy là chủ của một server rất là to mọi người ạ. Ông này rất là nổi tiếng luôn, server của ông ấy chơi được có mấy 2 3 người ok. Và server của ông này là tên là mysin.tk nhá, mình sẽ để cái tên ở bên góc trái màn hình nhé. Bạn nào muốn chơi thì hãy vào server ấy chơi cùng với bọn mình và ông ngu này nhá. Ok. Đánh nhau. Ok, và không để thời gian của các bạn để lâu, mình sẽ bắt đầu ngay và chơi vào những rồi. Ông nhìn này, map này là map của thằng anh nhầm của người xây trên map tên là ông ấy đọc tiếng Anh không? Không chịu Ông đọc mẹ ông non thế, nhìn thế này po ten ta te hiểu chưa? Là po ten ta te hiểu không? Ok rồi, bấm một cái nút này để nhảy vào phải đúng rồi không? đúng rồi Ok, let's go. Go. Cái này là cái step đầu tiên à? ai biết không nhảy đi Không, nhảy trước đi. Tôi nhảy ngu tôi cũng vậy thôi gì cơ, ông nói số thôi á, tôi là chủ tịch là ngu hiểu không? Vô lý. Từ từ tôi quên. À, step cái step một này khá dễ mọi người ạ, nên là nhảy quá là dễ luôn. Ui, cái này có phải là bắt cua không vậy? Rồi, ghê chưa? Ghê Sao dễ chưa? vậy? Ủa? Chưa? Ê ông ơi, ông nhầm đường rồi đấy. Ông làm gì ngoài đấy? Không biết. Thì tôi sẽ đứng đây tôi đợi ông. One hour later. Nhảy đi ông, nhảy đi. Yeah. Ngon. Nice. Rồi, bắt đầu nhảy xuống. Ủa? Ôi đúng rồi, nhảy được ra đấy luôn này, cần cần gì phải nhảy ra cái chỗ này đâu. Đúng. Ông chỉ bảo đâu. Ôi đừng 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 phải tôi nhảy lại ấy. Ê, ăn mấy căng nhờ. Ô, không phải đường này à? Tôi nghĩ là tập 1 của tôi là chắc tôi phải nhảy nhảy lại chắc hơn 100 lần mất. Nếu mà mọi người rảnh thì mọi người có thể đếm đếm là mức phải nhảy đi nhảy lại bao nhiêu lần nhá, đến là chết rồi. Ok á. Sao mới step 2 đã phải như này thôi nhỉ? Đây ổn để tôi với màu thơm xem luôn. Ui qua 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 ngon. Step này step 3 phải không? Cửa 3 phải không? Không ừ. Cửa 3 ai biết hình đâu như cửa 3 này như là tôi thấy. Ô mẹ mày nói easy gì xong mày nói easy xong đã kiểu phải đã phải nhảy lại rồi ạ. Nghiệp vụ đấy bạn ơi. Ủa chỗ nó nghe chỗ nó đi. Để tôi đi nào. Có vẻ dễ hơi nhanh nhờ. Không chẳng rồi. Đợi tôi. Ui mẹ, nhảy qua cái đoạn này tôi không muốn nói một cái gì nữa đấy. Nói là chết thì khổ vậy. Ui. Ông cần tôi nói giọng to. Thôi không cần đâu, ông muốn nói.
Ông tôi cũng ít nói mà. Sao ông lại ít nói như thế? Ô, má mày hình, má mày tôi thành thao ấy. Chứ kiểu tôi, nhờ tôi nhảy rồi ấy đâu ấy. Ghê, ghê. Ôi, qua luôn này. Ôi mẹ, tôi lừa mấy ông thôi. À thế à? Tôi nhảy ghê lắm, thấy đâu, ôi, nhảy mượt vãi. Ô kìa. Này có block tay nhỉ? À đây đây đây, nhảy đây nhảy đây. Ý, thấy chưa, ghê không ghê không? Ôi, mới đầu là bước nhảy còn kiểu ngáo ngáo ấy. Bắt đầu nhỏ bắt đầu quen tay rồi nên là thấy kiểu nhảy nó dễ hơn một tí rồi. À thế à? Thôi mượt vãi. Cái này là nhảy, cái này là nhảy như nào không? Tôi nhớ. Gì cơ? Tôi nhớ. Dạ. Xuống. Ừ. Rồi sao nữa? Nhảy như nào? Cảm ơn ông ngu lắm. What? What the fuck? Ủa? Cái gì trên đấy vậy? Tôi à? Tôi có biết trên giường là gì đâu. À, ông lừa tôi hả? À tôi hiểu rồi. Vãi, ông lừa tôi phải chịu. Gậy mày hấu nó bởi mày đấy tao. Mày ngoại mày. Ôi, đưa, tôi phải nhảy lại, không nhảy đâu. Đúng. Không phải hướng tôi nữa. Ông nhảy trước đi. Ô kìa. Cái thắng của tôi. Ok. Còn luôn. Ôi, mức nãy giờ nhảy quên hắn đến đang ở cái bao nhiêu rồi. Thế thôi. Thôi mình cứ tập trung mình nhảy nhá. Ok. Ô. Lấy nó tóc lên được. Mở búa thôi ta. Đi ra. Búa. 1 hour later. Ôi, lên. Lên luôn. Đây đau nha. Được không? Rồi. Có cái này cái gì đây? Tôi bấm cho rồi. Ôi no. Đi lừa mình nhảy mít cho mọi người cười thôi. Nhìn nè thấy chưa? Độ của một tân pro 4 năm đấy. Ghê. Đây, ui rồi, easy. Ok ạ. Thôi rồi. What the fuck? Ok nhá, đoạn này là để mình với ông kia sửa lại map ra mọi người ạ. Ok mọi người nhá, cái đoạn này là mình chỉ sửa được như này thôi nên là thôi nhảy luôn đi. Chứ ông kia ông ấy phá, ông ấy làm cho nó nổ cả cái đường. Đi đây. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Không đùa lâu đâu. Đi. Bao vậy? Không lên được. Có lag à? Đoạn này phải cẩn thận mọi người ạ. Con chuột nó bị đơ. Ui. Đâu. Hay thế. Ôi no. Đúng là kiểu mấy tập đầu tiên còn bỡ ngỡ. Ôi. Đứng. Nó nhảy không được đấy, ông trêu nhỉ. Ô mẹ, ông nhảy trước đi nhanh lên. Đứng gì ta? Đâu vậy? 1 hour later. Mẹ tôi đừng có đánh. Ui mẹ. Ui sao, what the fuck, sao tôi lại không đi được? Yeah boy.
Xin lỗi. Đừng nóng quá. Rồi sao nữa? Yes. 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 Ôi từ từ từ. Lên không ạ? Muốn rồi không? Nhảy bên đây rồi không? Không, nhảy sang bên kia đi, nhảy sang bên kia đi. Nhảy sang đấy, ừ. Đấy quá. Vừa chạy vừa nhảy nhá, vừa chạy vừa nhảy. Ok đi. Ok. Mở. Ok, từ từ, nhìn đến. Tôi sức khỏe. Mọi người ơi, về tới đích rồi mà ông ấy còn về đích rồi đấy. Nhưng mà ông ấy còn chết rồi. Cái thế. What the fuck? Oh man. Chà dục. Mấy, ngấy, ông ấy chỉ hát chờ, sao chỉ hát vậy? Ông đi ra nhau, ông chỉ hát chờ, ừ, rồi nhau. Nhóm sáng tạo mà không được. Để cho mày. No. Oh yeah, cuối cùng tôi đã thắng cái map này rồi. Và đây là cái mini game bắt cua đầu tiên tập 1 ở kênh của mình nhá. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Và bây giờ thì bye bye. Ông chào đi. Ông chào chứ. Ông biết ông chào không? Yeah, come on man, yeah. Bye.